vùng cảnh sát biển 4 bắt tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO trái phép. Mỗi ngày, có biết bao đứa trẻ bị bạn gái hoặc bạn trai của cha mẹ, vợ hoặc chồng của cha mẹ đánh đập, bạo hành. Vì sao sinh con ra, ba mẹ không che chở cho con? Thấp thỏm bên sông Vàm Cỏ Tây, sạt lở đưa Hà Bá vào tận trong sân. Chiếc xe đạp. Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Xuân Nghĩa và Phúc Ân. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Ngày 21 tháng 5, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa xuống sông Đồng Nai. Thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai thuộc thành phố Biên Hòa, tổ tuần tra phát hiện anh Hát, 19 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, nhảy từ cầu Hóa An xuống sông. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tuần tra và người điều khiển xà lan cùng lúc tiếp cận người nhảy cầu, ném áo phao và đưa lên bờ an toàn. Sau đó, công an đã liên hệ và bàn giao thanh niên này cho người nhà ngay trong đêm. Cũng trong ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân anh TVT, 28 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, tử vong ở trên cầu Cần Thơ. Theo đó, người dân đang di chuyển trên đường, phát hiện thi thể nam trên cầu Cần Thơ hướng từ thành phố Cần Thơ đi Vĩnh Long nên trình báo cơ quan công an. Theo ghi nhận, vị trí thi thể nằm trên làn đường dành cho xe ô tô gần giải phân cách giữa cầu. Cách thi thể vài chục mét là chiếc xe gắn máy của nạn nhân. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân sau đó được xác định là anh TVT. Sau đó, người nhà của anh T có mặt tại hiện trường và cho biết không lâu nữa người này sẽ cưới vợ. Đám cưới đã được gia đình hai bên lên kế hoạch thì xảy ra sự việc đau lòng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Chiều ngày 21 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin tại vùng biển cách Tây Nam đảo Thổ Chu 32 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu TG91387TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG91387TS có 5 thuyền viên do ông Trần Vũ Duy, sinh năm 1988, trú tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Duy, tàu đang vận chuyển khoảng hơn 30.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Sau đó, dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, hiện nay tại khu vực 7, ấp Vạc Lài, xã Khánh Bình, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng đất bờ sông Bình Di. Đoạn sạt lở có chiều dài 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6m, chiều rộng khoảng 4m, có vị trí đã sạt lở còn cách mặt đường nhựa là 1,3m. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhà cửa, nhưng đã có nhiều cây cối lâu năm và khoảng 120m2 đất bờ sông Bình Chi lở xuống sông. Địa phương đã tổ chức di dời những vật dụng của các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng, đồng thời vận động người dân chặt mé những cành, nhánh cây to, cao, nằm gần với khu vực sạt lở, gắn biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm để người dân cảnh giác. Hiện đoạn sạt lở này đang xuất hiện thêm nhiều vết nứt ăn sâu vào mặt đường và kéo dài mỗi bên khoảng 20m, có nguy cơ tiếp tục sạt lở ảnh hưởng đến lộ giao thông nông thôn. Thưa quý vị, mỗi ngày có biết bao nhiêu đứa trẻ bị bạn gái hoặc bạn trai của cha mẹ, vợ hoặc chồng của cha mẹ đánh đập, bạo hành? Vì sao sinh con ra mà mẹ không chở che cho con? Những câu hỏi như vậy lại được đặt ra mỗi khi có một thông tin bạo hành trẻ em giả mang xuất hiện trên các mặt báo. Ngày 20 tháng 5, lúc 18 giờ 53 phút, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bé gái NNTC, 2 tháng 20 ngày tuổi. Bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê và được điều trị tích cực tại khoa nhi của bệnh viện. Bé được hàng xóm cạnh nhà trọ đưa đến bệnh viện. Mẹ bé là NPHA, 22 tuổi, sau đó mới có mặt. Theo các bác sĩ, bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi hai chân, chấn thương sọ não và phải thở máy trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng xác định bé bị bạn trai của mẹ đang sống chung bạo hành và công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ nghi phạm để điều tra. Thưa quý vị, không ai biết vì sao nghi phạm có thể ra tay với một đứa trẻ.
đặc biệt là đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa đầy 3 tháng tuổi, và ra tay tàn độc đến mức chấn thương sọ não, hôn mê. Nào đâu có tội tình gì, khi con bị đánh đập, bạo hành, thì mẹ con ở đâu? Dạ vâng, liệu rằng mẹ có chở che cho con, hay mẹ bỏ mặc con, hay tệ hơn là mẹ giúp sức cho kẻ ác để làm đau con? Câu chuyện về bé NTVA 8 tuổi thành phố Hồ Chí Minh bị bạn gái của cha ruột bạo hành vẫn còn đang rất mới mẻ và khiến biết bao nhiêu người phẫn nộ, đau xót trên nước mắt. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tòa tuyên án tử hình. Ngày 10 tháng 5, Nguyễn Kim Trung Thái, cha nạn nhân, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Những hình phạt dành cho hai bị cáo này không lẽ chưa đủ sức răn đe hay sao? Ngay cả khi bị cáo nhận mức án cao nhất là tử hình cho những tội lỗi mà mình gây ra, là đánh đập và tước đi mạng sống của một đứa bé. Vậy mà vẫn không thể khiến những kẻ khác chùng tay trước khi bạo hành, đánh đập, trước khi có hành vi tàn nhẫn với con riêng của vợ hoặc chồng, của bạn trai hoặc bạn gái mình hay sao? Tháng 10 năm 2022, bé DNA, 3 tuổi, bị tình nhân của mẹ đóng 10 chiếc đinh vào đầu khiến bé tử vong. Trước đó, hắn đã nhiều lần sát hại bé nhưng không thành công. Và lý do hắn đưa ra là vì không muốn nuôi dưỡng bé. Nguyễn Trung Huyên, gã thợ mộc tàn độc, phải nhận án tử vì gây ra cái chết đau đớn cho bé A. Hai vụ án hai đứa trẻ non nớt đã phải từ bỏ cuộc sống theo cách đớn đau nhất trên đời. Vậy nhưng, vẫn còn những người cha, người mẹ vì quá tin tưởng người mình yêu hay vì u mê hay vì lý do gì lại dám giao con mình cho người khác. Mẹ bé DNA là bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đến chết. Mẹ bé NNTC cũng như bao bà mẹ khác trên đời cũng từng 9 tháng 10 ngày mang thai và cũng từng đối mặt với cuộc sinh tử để sinh con. Vậy sao lại để con mình bị đánh đập tàn nhẫn đến như vậy? Ai có thể trả lời? Có những người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả sinh mạng để con mình được sống. Vậy thì tại sao lại có người mẹ vì những ích kỷ của bản thân lại sẵn sàng hy sinh đứa con của mình? Rồi sẽ có thêm bao nhiêu đứa trẻ chịu đớn đau, tổn thương, bị xâm hại, bị hành hạ đến chết. Mong rằng những người mẹ khi bước vào một mối quan hệ cần đặt sự an toàn, chưa nói đến hạnh phúc của con lên đầu tiên. Ngay cả chở che cho con mà mẹ không làm được, vậy có cần sinh con ra hay không? Mong rằng pháp luật mạnh tay hơn nữa với những người cha, người mẹ để cho bạn gái, bạn trai, chồng hay là vợ đánh đập, bạo hành con riêng của mình. Và thưa quý vị, đến đây thì nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, một sự kiện thú vị sắp diễn ra và đang được các bạn sinh viên chờ đón. Đó là ngày hội tuyển dụng 2023 diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hội tuyển dụng 2023 với chủ đề Khu vườn việc làm với thông điệp Chủ động để thành công sẽ kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Sự kiện này không chỉ mang đến kiến thức và kỹ năng mới, mà còn giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm môi trường tuyển dụng thực tế ngay từ quá trình học tập. Ngày hội tuyển dụng 2023 với chủ đề Khu vườn việc làm cùng thông điệp Chủ động để thành công được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Thủ Đức vào ngày 24 tháng 5 năm 2023 tới đây đang được rất nhiều sinh viên háo hức chờ đón. Được biết, đây là lần thứ 5 ngày hội được nhà trường tổ chức. Ngày hội tuyển dụng năm 2023 có quy mô hoành tráng, thu hút hơn 3.000 sinh viên và gần 40 doanh nghiệp nhà tuyển dụng tham dự. Sự kiện nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tạo sân chơi bổ ích để sinh viên có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm cọ sát thực tế môi trường tuyển dụng từ khi đang học tập. Em mong muốn là em sẽ được học hỏi và tích lũy các kinh nghiệm từ anh chị đi trước. Và đồng thời, ngày hội nhân văn thì sẽ có rất là nhiều những cái gian hàng doanh nghiệp để giúp cho em có thể thử sức, để biết đâu thì em có thể biết được những cái vị trí mình mong muốn là gì, ra sao. Và từ đó thì em sẽ có những cái chiến lược về công việc để sau này mình có thể ứng tuyển. Em cũng quan tâm rất là nhiều về cái chuyện việc làm và em cũng thấy là phần lớn sinh viên khác cũng vậy. Thì em thấy cái chương trình này rất là hay bởi vì nó giống như là một cơ hội quy tụ lại tất cả những doanh nghiệp mà gọi là nó hợp với cái chuyên ngành của tụi em. Và cũng từ đó mà tụi em có thể tiện để mà đi tìm hiểu từng doanh nghiệp và nộp đơn tuyển vào cái doanh nghiệp đó. Hiện tại là em tên là sinh viên năm cuối của khoa báo chí và truyền thông, thì em cũng quan tâm tới những ngành nghề liên quan tới lĩnh vực báo chí và truyền thông. Thì em mong muốn tới ngày hội việc làm có thể tìm được những nhà tuyển dụng có cái ngành liên quan để mà có thể
cho mình thêm kiến thức, cho mình thêm những điều mà mình cần chuẩn bị để em có thể chuẩn bị tốt hơn để tìm kiếm được việc làm sau này. Đến với ngày hội tuyển dụng thì em có một sự quan tâm đặc biệt đến các công việc liên quan đến chuyên ngành mà mình đang học luôn, đặc biệt là các chuyên ngành ngoại ngữ, ví dụ như là du lịch hoặc là giảng viên ngoại ngữ, biên phiên dịch viên và nghiên cứu. Ngoài ra thì em nghĩ đến với ngày hội việc làm thì em còn có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn về các khối ngành khác như là truyền thông đa phương tiện, báo chí hoặc là điện ảnh. Đối với em thì ngày hội tuyển dụng đó là một cơ hội rất là tuyệt vời, rất là tốt để mà em được tìm hiểu về cái ngành mà mình đang đặc biệt quan tâm, ngành mình đang theo học, mà còn là các khối ngành khác trong khối xã hội nhân văn. Tham dự ngày hội tuyển dụng 2023, ngoài kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, tọa đàm cùng diễn giả đầy kinh nghiệm, sinh viên còn được gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, rất nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ doanh nghiệp trong ngày 24 tháng 5 năm 2023. Ngày hội tuyển dụng 2023, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh được bảo trợ truyền thông bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình Tin tức Sài Gòn, Sài Gòn News. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây một đoạn đường bê tông ven sông Vàm Cỏ Tây bị sạt lở, khiến hơn 500 hộ dân ở xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị chia cắt giao thông. Sau đây là ghi nhận của công tác viên chương trình tại hiện trường sạt lở. Nhìn từ trên cao, căn nhà của bà Lê Thị Thủy ở ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, những ngày giữa tháng 5 đang chơi vơi hơn bao giờ hết. Trong nỗi lo âu, bà Thủy chỉ còn biết cầu mong dòng sông Vàm Cỏ Tây bên nhà đừng hung bạo thêm. 4 giờ sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, nơi đây xảy ra vụ sạt lở gây sụp hoàn toàn đoạn đường bê tông dài khoảng 15 mét và một hàng rào kiên cố được xây dựng tường gạch, khung sắt với kinh phí đầu tư không hề rẻ. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 45 mét, sạt hố sâu từ 5 tới 6 mét, chiều rộng sạt khoảng 8 mét tính từ mép bờ sông hiện trạng vào sâu trong bờ. Gia đình ở đây thì nay từ đời ông nội tới đời ba, rồi giờ đời sau này cũng 2-3 đời rồi. Nhưng mà sạt lở thì mới đây hà là có dấu hiệu là nứt răng, tưởng là cái đường là thợ làm không kỹ là nứt răng thôi. Nhưng mà sau khi nó sụp là mới biết là sụp thôi, chứ không có biết trước. Và nhờ là chính quyền địa phương với lại các cấp ở tỉnh rồi đó là hỗ trợ giùm cho cái đường này là đường nông thôn để đường đi, mà cho để làm lại cho sớm một chút xíu đặng cho nó sạt lở nó đỡ một chút, với lại là có cái đường đi nó cho dân chúng nữa. Qua khảo sát của Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An, nguyên nhân xảy ra sạt lở là do khu vực này chịu ảnh hưởng bởi tác động của dòng chảy. Lượng tàu, thuyền, xà lan tải trọng lớn lưu thông qua lại ngày đêm, chạy với vận tốc lớn, làm cho đất dưới lòng kênh bị xói mòn cuốn trôi. Những điều này tạo thành hố sâu, hở hàm ếch, gây sạt lở nghiêm trọng và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trước mắt thì ở tỉnh cũng sẽ phối hợp với ở huyện để coi như khảo sát rồi có cái khái toán dự toán rồi cái cũng như cái biện pháp gia cố để khắc phục là coi như là triệt để vấn đề sạt lở này, thì kinh phí nó cũng sẽ rất là lớn. Văn phòng ban chỉ huy là cũng sẽ tham mưu trình cho tỉnh để coi như là sớm có cái hỗ trợ cái nguồn kinh phí để coi như khắc phục giúp lại bà con nhân dân là đi lại an toàn. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở, Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thủy Đông và các phòng ban của huyện Thạnh Hóa thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, các cơ quan đơn vị cần tuyên truyền cắm biển cảnh báo sạt lở, đèn tín hiệu cảnh báo nhằm khuyến cáo người dân không đi lại trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng khiến hầu hết diện tích rừng tại khu vực miền Trung đứng trước nguy cơ cháy cao. Ngăn chặn, phát hiện sớm những điểm phát lửa để kịp thời ứng phó là giải pháp đang được các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt trong thời gian nắng nóng này. Kiểm soát chặt chẽ những dụng cụ mang theo cũng như mục đích vào rừng của người dân là biện pháp đang được những người làm công tác canh lửa rừng này thực hiện trong những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay. Bất kể ngày đêm, hết ca này đến ca khác, họ có mặt tại đây chỉ để biết ai vào rừng với mục đích gì. Chúng tôi đội phản ứng nhanh của xã hôm nay cũng thường xuyên túc trực để canh chừng lửa, và những cái người mà không có nhiệm vụ để tác động vào rừng, mình có trách nhiệm để nhắc nhở và kiểm tra chặt chẽ.
Trong những ngày qua, nền nhiệt tại Đà Nẵng luôn ở mức cao. Đây cũng là khoảng thời gian các lực lượng làm nhiệm vụ canh lửa, giữ rừng, tập trung cao độ nhằm phát hiện sớm những điểm phát lửa. Công việc tuy vất vả nhưng không một phút họ lơ là. Nước thì mon theo thì chỉ có hòn, nên đôi lúc cũng phải uống cầm chừng. Hơn nữa là nhiều lúc trời nắng nắng nhiều cái rừng thì nuôi trong lẫn hẻo lánh thì cũng phải cố gắng, mà dễ xả ra trá thì anh em cũng phải cố gắng khắc phục mà để đi để cho hoàn thành nhiệm vụ. Để bảo vệ những cánh rừng trước nguy cơ cháy cao, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị địa phương chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, đồng thời nghiêm cấm việc xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm này. Khi mà đốt thực bì dễ lan ra những cháy rừng, mà cháy những cái khu vực mà giáp ranh giữa rừng trồng và rừng phòng hộ và rừng đặc dụng là rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên cáo là không để các địa phương là không để cho người dân đốt rừng trong cái thời điểm như thế này. Khu vực miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang phải trải qua thời gian nắng nóng gay gắt và kéo dài, độ ẩm thấp, nền nhiệt cao đang là những nguy cơ đe dọa sự an toàn của những cánh rừng. Chỉ một hành động bất cẩn, chủ quan, vô ý thức sẽ gây ra thảm họa cháy rừng với những hệ lụy rất lớn. Tin quốc tế gây chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Một kỹ sư đồng thời là YouTuber ở Mỹ mới đây đã giới thiệu đoạn video hướng dẫn lắp ráp chiếc xe đạp được cho là nhỏ nhất thế giới có thể chạy được. Mặc dù kích cỡ tí hon khiến nhiều người hoài nghi về chức năng của nó, song thực tế là một người nặng đến 100kg vẫn có thể đi trên chiếc xe đạp này. Chúng ta đã quá quen thuộc với xe đạp bánh tròn. Vậy sẽ như thế nào nếu đi trên một chiếc xe đạp bánh vuông? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây, thưa quý vị. Chúng ta đang chứng kiến kỹ sư Sergey Gordiev đi trên một chiếc xe đạp bánh vuông. Quá trình tạo ra chiếc xe đạp độc lạ này cũng được chia sẻ trên kênh YouTube The Q. Với kiểu bánh này, việc lái xe đạp không thực sự dễ dàng và trơn tru như bánh xe tròn. Ưu điểm xe đạp bánh vuông là xe vẫn đứng thẳng mà không cần chân chống. Rất thuận tiện khi cần xếp xe trong không gian chật hẹp. Chiếc xe có vẻ hơi cồng kềnh do phần vành thép của bánh xe hình vuông bù lại khung xe khá nhẹ. Theo Gordiev, thiết kế xe đạp này chạy bình thường và có thể rẽ được. Sáng tạo của anh có thể truyền động lực cho mọi người suy nghĩ vượt qua khuôn khổ trong thiết kế. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Quảng Bình, nắng nóng gay gắt, quán ăn bốc cháy giữa trưa. Chuyên mục chuyện kể mới, nông dân thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác. Chuyên mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với câu chuyện đáng buồn về tình trạng thất nghiệp. Thưa quý vị, cứ 10 thanh niên thì có một người bị thất nghiệp. Đó là số liệu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mới đây. Tình trạng thất nghiệp của thanh niên là thách thức với nền kinh tế. Bởi đây là lực lượng lao động trẻ, giàu năng lượng. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Công ty cũ giải thể, anh Đức buộc phải thôi việc. Và giờ anh đang làm hồ sơ để ứng tuyển vào một công ty mới này với mong muốn có một công việc ổn định và phát triển bản thân. Tức là tôi đã có thực tập và làm kỹ sư tượng hóa rồi ạ. Nên là tôi muốn ứng tuyển vào đây làm kỹ sư của công ty kỹ thuật sản xuất để muốn phát triển bản thân hơn. Trong diễn đàn chính sách việc làm cho thanh niên toàn quốc diễn ra mới đây, theo số liệu thống kê được đưa ra, cứ 10 thanh niên thì có một người thất nghiệp. Hiện nay, số lao động trẻ bị giảm giờ làm, mất việc làm, nhận trợ cấp thất nghiệp rất nhiều. Thiếu việc làm cục bộ là có thật, là một số doanh nghiệp, một số lĩnh vực. Nhìn tổng thể thì thị trường lao động không thiếu việc làm. Nhưng mà có những lĩnh vực và có doanh nghiệp, đặc biệt là địa bàn phía Nam, thì có đứt gãy về đơn hàng và có thiếu việc làm. Với suy nghĩ theo đuổi đam mê sẽ gắn bó và phát triển công việc này là chạy theo xu hướng của thị trường lao động dễ biến đổi, nhiều thanh niên trẻ quyết định theo học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây cũng là lời khuyên của nhiều chuyên gia. Ra ngoài xin việc nó khó nên là em quyết định học ngày luôn. Và bởi vì là em chọn nghề may bởi vì là một phần là thích với cả em có đam mê với cả
là các bạn phải xác định xem cái đam mê của các bạn và cái thế mạnh của các bạn là gì, và chúng ta cùng kết hợp với cả một cái định hướng về kinh tế xã hội lâu dài để đưa ra cái sự lựa chọn. Cái thứ hai là tôi cũng tin rằng đối với những cái bạn mà có đam mê và có định hướng rõ ràng ấy, các bạn có thể trong thời gian ngắn các bạn có thể thay đổi được cục diện. Có thể là ở thời điểm này các bạn thấy rằng là năng lực của các bạn chưa đáp ứng được với cả một cái môi trường mà bạn mong muốn, nhưng vì bạn có đam mê mãnh liệt thì biết đâu bạn hoàn toàn có thể thay đổi được kết quả của mình thì sao. Bên cạnh việc lựa chọn ngành học để dễ dàng xin việc cho đúng và trúng, thì trước tình trạng thất nghiệp chủ yếu diễn ra ở những lao động trẻ, cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để thiết kế chính sách việc làm riêng cho thanh niên, nhất là các nhóm đặc thù yếu thế, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm việc làm cho thanh niên, lao động trẻ hơn là những nỗ lực hỗ trợ, cứu trợ ngắn hạn. Theo thống kê thì giai đoạn dân số vàng của Việt Nam đang trôi dần về những năm cuối, mà cụ thể là dự báo vào khoảng năm 2039. Đồng thời giai đoạn già hóa dân số cũng sẽ đến rất nhanh. Sự thay đổi này đặt ra ngày càng nhiều thách thức đối với nhóm dân số trong lực lượng lao động. Trong đó, thanh niên sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách hơn cả về việc làm và an sinh xã hội. Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh chính phủ cần phải có những chính sách hỗ trợ việc làm kịp thời cho thanh niên. Và thưa quý vị, câu chuyện này đến đây là hết. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên điều khiển xe máy lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh, hậu quả làm người này tử vong. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn đoạn qua phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, nam thanh niên tên PDC, tên độc tắt, 19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, chạy xe máy qua khỏi giao lộ Thủ Khoa Huân khoảng 300m, thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào cây xanh và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nhưng vẫn đứng mắc kẹt giữa cây canh và cột chống bằng bê tông. Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân đã nhậu ở phòng trọ, sau đó lái xe đưa bạn về. Khi đang quay về nhà trọ thì gặp nạn, hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Một vụ tai nạn giao thông khác cũng xảy ra tại Bình Dương. Một chiếc xe container trong lúc ôm cua dưới gầm cầu Đồng Nai thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã lật nhào xuống đường. Tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, may mắn không bị thương tích. Thông tin ban đầu, tài xế điều khiển xe container chạy trên tuyến quốc lộ 1 chở theo hàng nội thất từ cảng Cát Lái đi giao ở Bình Dương. Khi xe đến cầu Đồng Nai, tài xế cho xe ôm cua để chạy xuống dưới gầm cầu. Trong lúc này, chiếc xe container bắt đầu chao đảo rồi lật nhào xuống đường. Tại hiện trường, chiếc xe container bị hư hỏng, nằm lật ngang dưới gầm cầu, dầu nhớt tràn trên đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông xử lý vụ việc. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ngày 21 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường số 7, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, khiến một người trọng thương. Thông tin ban đầu, chiếc xe máy kéo theo rơ móc tự chế gặp sự cố nên dừng đậu trên đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Lúc này, người đàn ông khoảng 50 tuổi đang dùng dụng cụ tháo bánh xe máy lôi tự chế để sửa chữa, thì bị cô gái chạy xe máy biển số 50Y1-26182 lưu thông trên đường số 7, hướng từ quốc lộ 1 về đường số 4 đến tông trúng. Cú tông mạnh khiến người đàn ông văng ra xa, nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Cô gái ngã xe cũng bị xây xát. Những tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt xử lý hiện trường. Thông tin về cháy nổ. Trưa ngày 21 tháng 5, một cửa hàng ăn uống trên đường Trần Nhân Tông, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến nhiều đồ dùng bên trong cửa hàng bị hư hỏng, thiêu rụi. Thông tin ban đầu, chủ cửa hàng ăn uống Tùng Dương tại số 2, đường Trần Nhân Tông, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới có đến để dọn dẹp cửa hàng. Sau việc chủ cửa hàng đóng quán rời đi, khoảng 30 phút sau có mùi cháy khét, khói bên trong cửa hàng bốc lên, sau đó xảy ra cháy lớn. Quán đang đóng cửa, nhiều người dân đã đập phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành. Một lúc sau, người dân nghe tiếng nổ lớn bên trong quán, nghi ngờ nổ bình ga ở bếp. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng phun nước dập lửa, đám cháy không lan ra những ngôi nhà bên cạnh. Vụ cháy khiến cho nhiều đồ dùng bên trong cửa hàng bị hư hỏng, thiêu rụi. Vào thời điểm xảy ra cháy, tại thành phố Đồng Hới có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời từ 35 đến 40 độ C. Nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện rồi dẫn đến nổ bình ga. Thưa quý vị thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
kế thừa và học tập những tư tưởng của Người, nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hăng say sản xuất, không chỉ làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ nông dân khác vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. Trong chương mục Chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những tấm gương nông dân điển hình học tập làm theo lời Bác. Hơn 30 năm nay gắn bó với nghề nông, ông Phan Văn Tuấn ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ những chậu lan, cây cảnh độc đáo. Không chỉ thỏa mãn đam mê trồng cây, tạo cảnh, ông Tuấn còn tạo dựng kinh tế gia đình vững chắc với thu nhập 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân quanh vùng. Đó là kết quả của quá trình không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trồng cây nhớ ơn Bác, trồng mô hình đẹp và kinh tế rất cao thì có cái lời Bác thì cũng hồi xưa Bác trồng cây thì giờ mình cũng noi theo Bác cũng trồng cây, vừa kinh tế gia đình mà vừa tạo cho công nhân của trong xã. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, nông dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tích cực làm giàu mà còn chủ động tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, trồng cây bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Từ đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị nông nghiệp, đặc biệt là lan tỏa ý nghĩa cao đẹp của đạo đức Hồ Chí Minh trong cộng đồng. Lời dạy của Bác là cái nông nghiệp là chánh, không theo làm rồi xong rồi mình có năng sức rồi mình chỉ các nông dân của mình làm theo nữa, rồi mấy cái mình giúp đỡ những người khó khăn này kia vượt lên cảnh nghèo nữa, cũng đi vận động cái chỗ này chỗ kia rồi xây nhà rồi chống dột. Mặc dù không phải là địa phương có lợi thế về nông nghiệp, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một lực lượng nông dân khá lớn. Trong khi phân bón, vật tư đầu vào đều tăng, đời sống nông dân cũng đối mặt nhiều khó khăn. Các cấp hội nông dân cũng tích cực vào cuộc bằng các mô hình hay, cách làm tốt, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm chủ kinh tế. Là thực hiện cái việc là mô hình là nông dân hỗ trợ vượt khó, thì trong đó thì qua những cái mô hình đó thì cũng giúp cho hội viên nông dân có cái tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiều. Thực hiện tiêu chí mẫu người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh, yêu nước gương mẫu, năng động sáng tạo, đoàn kết nghĩa tình, và chúng tôi cũng gắn với việc triển khai thực hiện cái tiêu chí này với phong trào nông dân thi đua sản xuất nhanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, và phong trào phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Và chính từ hai phong trào đó thì hội nông dân thành phố cũng đã triển khai lồng ghép trong phong trào thi đua nước của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những hành động việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa, nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, quyết tâm làm giàu chính đáng, noi gương theo Bác để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước hùng cường. Và đó cũng là ý nghĩa nhân văn cao cả của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh soi đường cho thế hệ hôm nay. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Phúc Ân và Xuân Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.